Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân tộc Tây Bắc của mình. Hôm nay mình cùng với chú Trung đến trên bản hạm trường Trung để tham dự chung vui cùng với họ Lèo các bạn ạ. Họ Lèo hôm nay tổ chức cho con cháu, nó phải vào trong 3 đầy 4 đầy gì đấy, để tổ chức họp, gọi là họp dòng họ. Nhưng mục đích chủ yếu cũng để con cháu gặp mặt nhau và giao lưu với nhau thôi. Hôm nay có cả giao lưu bóng đá nữa, giao lưu bóng đá giữa các cháu trong trong họ hàng ấy với nhau. Họp dòng họ này gồm có rất là nhiều xã với nhau ấy, bởi vì kiểu mỗi người sống một nơi ấy. Nên hôm nay tiện thể đến trên này mình sẽ quay một video để chia sẻ với các bạn. Hôm lúc đấy mình vừa nói chuyện với mấy ông chủ nhà ở đây, chủ tổ chức ấy. Thì vào là hôm nay rồi dự tính tất cả con cháu anh em họ hàng ấy, cho bé thì không tính đâu nhá, những người đã lập gia đình rồi ấy thì rơi vào tổng khoảng 300 người bạn ạ. Còn tổ chức họp hôm nay thì ông vào là có ông cụ ấy, là có ba anh em trai, hai người thì sống ở khu trường chung này luôn và một người thì sống ở bản xã Hồ La, nhưng mà ba ông đều mất rồi. Bây giờ là các con cháu đã tổ chức với nhau thôi. Đây, hai lấy quà về đều mang đến trên đấy để thắp hương bạn ạ. Đây mọi người đang chuẩn bị cơm trưa, còn mấy anh em các thứ các đội bóng thì đang ra sân bóng đá rồi. Còn mấy chị em và anh em đang chuẩn bị bữa trưa thôi. Đây, mấy anh em đang chuẩn bị chế này. Lòng lợn này. Lòng đây con. Đây đang thái để băm nướng à. Đi đá bóng thì đi trước rồi. Đây. Túi pịa trâu hay pịa vò gì đấy? Chắc là pịa vò này. Pịa vò. Đây tiết này. Quả ví này rất lạ này. Bàn tay khép cứ sám mong cái nồi không? Ý chứ măn này này. Bí đỏ này khả năng là rất là bùi này, loại này các bạn. Đây nhìn màu vàng ươm kiểu đấy không? Đây các ông thì đang ngồi nói chuyện với nhau. Còn con cháu thì làm phép xong là đi đá bóng. Đây hôm nay đồ xôi bằng cái nồi quân dụng to này vì nhiều người mà nên đồ bằng cái này. Chắc là đấy cái chai kia vào để nó thông hơi. Bây giờ là ở mắt hả chả quá. Để nó thông hơi để nó chín đều các bạn. Đây làm thịt băm nướng này. Gia vị thì chỉ có cho hành. Hành với ớt, muối mì chính. Đây ở chỗ này có măng treo này, treo để ăn sần các bạn ạ. Treo kiểu này thì mình ăn nó gần như cái măng tươi luôn ấy. Món thịt bò đã luộc đã chín này các bạn. Đây, mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp để tí
đặt cơm để ăn, bởi vì hôm nay là rất là nhiều anh em họ hàng ấy, nên là sẽ đặt ở trên nhà và ở dưới sàn này luôn, cả kể cả ở sân này nữa. Nồi nồi pịa bò. Ôi, cẩn thận nhá, nồi nóng ấy. Canh bí đỏ bí xanh. Để xuống khu dưới cái anh Phấn này. Đây, khu bát đũa ấy. Chị Thảo này nhận nhiệm vụ vất vả phết nhờ. Rán đậu này nghe vẻ hơi khó đấy nhờ. Mớ rồi rột rột à. Không, hôm nay mình cắt cái miếng nhỏ quá, nó hơi lối một tí chị nhờ. Ừ. Nếu mình để cái miếng to xong mình rán xong mới cắt thì chắc là sẽ nhanh hơn. Hơi lối một tí rồi. Ừ. Này, đổ cho cái bát con kia để không nó không tràn. Bia hôm nay là cho tiết mà. Nếm một chân nhé. Nếm phía đấy đúng không? Nếm phía đấy một. Nếm phải nếm nhiều mới biết được anh ạ. Đắng này. Đắng này. Đủ muối mì chính rồi anh. Chưa. Chưa. Cho thêm muối, thêm muối đi. Đây, đây còn đây món thịt bò xào gừng với đậu sốt cà chua nữa là xong rồi. Không. Còn nướng còn một số cái nữa nhỉ. Chết tỏ cái bắt. Hôm nay là 35 mơ mà anh Phấn ơi. À. Đây ở đây nhà sàn cực kỳ to luôn các bạn ơi. Quá to luôn. Chắc là cái nhà này khủng nhất ở khu này rồi quá. Một đôi, hai đôi, ba đôi. Bảy gian, vẫn một cái bếp nữa. Ừ, nhưng ra đằng sau rồi nhỉ. Cái này khủng nhất ở khu mình rồi đấy. Đây, mọi người đã đến rất là đông rồi. Tập trung ở dưới nhà và dưới này. Dưới đường này. Đây, chuẩn bị vào mâm trần rồi các bạn nhé. Đây các ông các bà thì phần đa là ngồi ở trên nhà hết, còn con cháu thì ngồi ở dưới sàn đúng không ạ? Đây, mâm cơm hôm nay này các bạn. Thịt gói lá nướng này. Thịt bò xào gừng, thịt bò luộc chấm pịa, kia là bát pịa nha các bạn nhá. Còn đây là rau cần xào với xào đông bò. À. Xong là đây là đậu sốt. Đây hai ông đại diện trưởng họ để phát biểu của em buổi tiệc hôm nay. Thảo Hán mệt ơ. Thảo Hán ơ.
Rồi, mời mọi người nhá. Mời các bạn nhá. Vượt tí. Đây, anh em con cháu đang tìm hiểu các ông bà nên là đến mời rượu. Đây mọi người đang giao lưu với nhau rất là nhiệt tình các bạn ạ. Bởi vì nói chung như các con như các cháu ấy, cháu sau cháu rể ấy, thì bây giờ mới lần đầu tiên có người thì mới lần đầu tiên gặp nhau ấy mà. Bởi vì cách nhau cũng khá xa, hơn chục cây cơ. Có nơi còn đến hẳn 30-40 cây. Trân châu này.
một cái nữa thôi. Cố lên.